Sau 2 ngày nhập viện tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, 5 ngư dân là anh Hồ Hữu Thành, Hồ Hương, Nguyễn Ngọc Đức, Hồ Thuận Lâm, Hồ Bá Hưng đã qua cơn nguy kịch. Trong 5 trường hợp ngạt khí độc trong hầm cá thì có 2 trường hợp nặng nhất là anh Nguyễn Ngọc Đức và anh Hồ Bá Hưng khi bị hôn mê sâu. Nguyên nhân của ngộ độc là cá để lâu ngày ở trong môi trường thiếu khí, trong môi trường thiếu khí nó phân hủy, nó sinh ra nhiều loại khí độc và có thể là tình trạng thiếu oxy, có thể do thiếu oxy, có thể nhiều loại khí độc. Khi tiếp nhận các bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu vào trưa ngày 26 tháng 5, các bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, khó thở, nôn mửa. Các bác sĩ đã nhanh chóng cứu chữa. Đến sáng ngày 28 tháng 5, cả 5 ngư dân đã bình phục hoàn toàn. Theo lời kể của người nhà các ngư dân, khi tàu cập bến, anh Đức xuống hầm tàu sâu chừng 3 mét để bốc cá lên, thì bất ngờ bị ngạt khí, ngất xỉu. Phát hiện sự việc, 4 ngư dân khác xuống cứu anh Đức ra ngoài cũng bị ngạt khí theo. Người dân phải phá khoang hầm, thông khí oxy, rồi nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.